Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Điểm. Các dịch bệnh chết chóc do virus xảy ra trong những năm gần đây như SARS, MERS, Ebola, Marburg và tân binh mới nCoV có một sự trùng hợp đáng chú ý, xuất phát từ rơi. Các nhà khoa học của University of California, BERKDI tìm nguyên nhân và nhận thấy hệ miễn dịch mạnh mẽ của rơi làm cho virus nhân bản nhanh hơn khi virus truyền sang các động vật khác vốn có hệ miễn dịch trung bình, chẳng hạn như con người, và gây hậu quả thảm khốc. Tại sao virus từ rơi lại nhân bản nhanh hơn? Đó là kết quả tiến hóa. Hệ miễn dịch của rơi vốn mạnh mẽ và hiệu quả trong việc ngăn chặn virus xâm nhập và ức chế virus phát triển. Đáp lại, virus cũng biến đổi để tăng sinh nhanh chóng ở rơi trước khi hệ miễn dịch hành động. Khi ký sinh trên vật chủ khó chịu như rơi, virus phải có đặc điểm phát triển nhanh và dễ dàng lây nhiễm. Cũng xuất phát từ tiến hóa, rơi có thể dung nạp những virus này và chúng không gây hại đáng kể cho rơi. Khi virus từ rơi nhiễm sang loài khác với hệ miễn dịch yếu hơn, khả năng phát triển nhanh và lây nhiễm dễ dàng phát huy tác dụng, giúp virus vượt qua sự tự vệ của vật chủ và dẫn tới tình trạng bệnh nặng nề. Tại sao hệ miễn dịch của rơi lại mạnh hơn nhiều loài vật khác? Phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hoặc thái quá có thể có tác dụng ngược và gây hại cho chính vật chủ. Phản ứng dị ứng ở một số người với kháng sinh, thức ăn, hóa chất là ví dụ. Rơi là trường hợp đặc biệt, chúng có thể cân bằng giữa phản ứng kháng virus với phản ứng kháng viêm. Ở người, phản ứng kháng virus thường tạo ra phản ứng viêm trên diện rộng. Rơi là động vật có vú duy nhất biết bay. Để có năng lượng khi bay, chúng cần có tốc độ chuyển hóa chất rất cao. So với tốc độ chuyển hóa của động vật gặm nhấm khi chạy, cùng kích thước thì rơi có tốc độ chuyển hóa gấp 2 lần. Các hoạt động sinh lý và tốc độ chuyển hóa cao khiến cho tổn thương các mô cao hơn bởi sự tích lũy các gốc tự do, nhưng ở loài rơi đã phát triển cơ chế sinh lý để áp chế những thứ có hại đó. Cơ chế kiểm soát các chất chuyển hóa có hại ở rơi đã mang lại cho chúng một lợi ích khác, đó là khả năng kiểm soát viêm do mọi nguyên nhân, kể cả viêm do phản ứng chống lại virus. Chuyển hóa nhanh tạo ra nhiều gốc tự do, dẫn tới tuổi thọ ngắn tương ứng, nhưng ở rơi, hiện tượng này không xảy ra. Rơi có thể sống lâu 40 năm, trong khi gặm nhấm cùng kích thước chỉ sống chừng 2 năm. Hệ miễn dịch của rơi chống lại virus nhanh như thế nào? Cũng như các loài khác, sự hiện diện của virus dẫn tới quá trình giải phóng interferon alpha để chống lại virus. Điều khác là ở chỗ phản ứng viêm đi kèm với quá trình này được kiểm soát. Nhờ đó rơi có thể tạo ra phản ứng kháng virus nhanh và mạnh mà không gây hại cho chính bản thân. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh trong phòng thí nghiệm. Rơi ăn quả AIA Elipsus cho lây nhiễm vệ dĩ Culastomatitis indiana virus. Đối chứng dương là tế bào cáo bay Uptiteropus alecto, đối chứng âm là tế bào từ khỉ xanh châu Phi. Kết quả cho thấy những tế bào của các loài thú biết bay đã được virus kích thích để kích hoạt gen interferon alpha giúp cho sự ngăn chặn virus. Trong khi đó, tế bào của loài khỉ không có phản ứng nào để sản xuất interferon. Khi được lây nhiễm với các virus có cấu trúc tương tự Ebola và Marburg, các tế bào khỉ nhanh chóng bị virus tiêu diệt. Trong khi đó, tế bào rơi nhanh chóng ngăn chặn được virus nhờ tín hiệu cảnh báo sớm interferon. Ở tế bào cáo bay, phản ứng miễn dịch còn tốt hơn rơi do hiện tượng nhiễm virus chậm hơn rất nhiều. Từ kết quả thí nghiệm, một giả thuyết được hình thành. Theo đó, nhờ phản ứng kháng virus nhanh và mạnh, các tế bào rơi vẫn sống sót và làm chậm quá trình nhiễm virus. Tuy nhiên, virus không bị loại trừ hoàn toàn, vẫn sinh sôi trong các tế bào vật chủ nhưng không gây hại quá mức. Những virus này quen với hệ miễn dịch nhanh và mạnh của rơi, nếu nhiễm sang loài khác sẽ phát huy khả năng và nhanh chóng hủy diệt các tế bào chủ. Tại sao rơi phát tán virus nhiều hơn? Những nghiên cứu về sinh thái cho thấy việc mất mát nơi cư trú có thể khiến rơi trở nên căng thẳng. Trong trạng thái đó, chúng thải ra nhiều virus hơn thông qua nước bọt, nước tiểu và phân, từ đó nhiễm cho các loài khác. Đó là kết quả từ những quan sát trong dự án bất oan heo được tiến hành ở một số nơi như Madagascar, Bangladesh, Ghana và Australia. Rơi vốn không có quan hệ gần gũi với người, nên virus từ chúng thường không hợp với chúng ta. Song, hiện tượng nhiều virus gây bệnh ở người có nguồn gốc từ rơi không phải là ngẫu nhiên do chúng bị mất nơi cư trú do phá rừng.
Đáng chú ý là virus không lây trực tiếp từ rơi sang người. SARS lây qua cầy hương civet, MERS lây qua lạc đà, Ebola lây qua khỉ đột gorilla và chimpanzee, NIPAH lây qua lợn, Hendra lây qua ngựa và Marburg lây qua khỉ xanh châu Phi. Trong mọi trường hợp, virus giữ độc tính và khả năng gây chết chóc khi con người nhiễm phải. Hiện nay, khoa học vẫn đang nghiên cứu về sự tiến hóa của virus trên rơi, cách thức chúng lây nhiễm sang người. Hiểu được quy đạo di chuyển của mầm bệnh từ rơi sẽ giúp chúng ta dự đoán và ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai. Nguồn: Annie Kế Van Leeuwen, bài dịch của thầy Lê Thế Bình, Hiệu Đính, Liên Hương. Ha ha ha,